chào mừng anh em quay trở lại với kênh hoạt họa mi của em nhé các bác nhé. Đây, các bác em nên cho các bác một em họa mi dáng ngũ trường, họa nét cao cầu anh em nhé. Em này thì chim thuần khoảng 90% rồi các bác ạ, rất thích hợp cho anh em nào nuôi nghe hót và anh em mới chơi anh em nhé. Những chú chim này thì cực kỳ là ok luôn các bác, đuôi lá vả bóng bộ cực kỳ là đẹp luôn các bác ơi. Đấy, anh em có thể thấy đây, dáng nó đẹp chưa anh em. Đấy, em sẽ zoom vào đầu mặt cho anh em xem nhé các bác nhé. Đầu mặt nó đây. Đầu mặt nó đây anh em ơi. Mắt xanh anh em nhé, họa nét mắt xanh. Họa nét mắt xanh, bóng bộ đẹp coi nhá. Cao cầu, con này cao ráo đẹp này, móng mèo này. Rất là ok luôn anh em ạ. Đó, bác nào bổ kết em họa mi này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 thôi nhá.
Rất là tốt luôn anh em nhé. Đấy các bác nhá, anh em là bộ kết em họa mi này thì alo cho em nhá. Một em chim họa mi tương đối thuần rồi anh em nhá. Bóng bộ đẹp, dáng dấp ok anh em ạ. Anh em bộ kết anh em alo cho em nhá. Họ rất là tốt luôn. Móng mèo, chân mỏ sáng màu anh em ạ. Các bác bộ kết các bác alo cho em nhá. Em xin phép dừng video đây. Clip nó cũng được 10 phút rồi. Còn giờ chiều tối rồi anh em ạ. Xin chào tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những cái clip sau nhá. Đúng lúc con chim đen này anh em, nhưng vẫn hot tiếp anh em ơi. Bye bye tất cả những anh em nhá. Anh em bục kết anh em alo em. Xin chào tất cả anh em.